Bây giờ trước hết Tam Soan xin chào quý khách, sau nào cũng có thể là anh Sáu cũng như hội trưởng trong hội thiết chùa Thiên Hậu, thì cũng thể là thì dự cô bác mà đến dân cái hương cho bà. Thì thôi bây giờ Tam Soan ngồi đây cũng biết hát, không lẽ làm thinh hoài, kệ cũng hát một hai câu, có quý khách có nghe được thì vỗ tay về Tam Soan khen thưởng Tam Soan, còn không còn nếu có dở thì cũng đừng có chê nha, không chê Tam Soan mắc cỡ mốt Tam Soan không hát nữa. Thôi giờ Tam Soan xin hát ba câu Người Điên Yêu Trăng. Trọn đời tưởng tiếc một dung nhan, còn ta ông anh hùng suy bài tìm vòng trăng mờ lẽ chưa cha. Nhưng tại sao ta đã ngồi đây suốt một đêm thu bốn bề giá lành, mà dần trăng khuya vẫn khuất dạng giữa đêm sâu. Ta chờ đợi dần trăng hình bóng dưới chân cầu, ôm ấp một mảnh hồn suy dài, nhưng đợi chờ hoài mà có thấy trăng đâu. Ta cất giọng cười mà lã trả dòng giống, nước mắt ta tuôn rơi pha lần nước sông dài. Ta tưởng chừng vừa nhấp cạn chén miếng trái, để hồn nặng không về rồi nữa say nữa tình. Uống đi anh em, uống từng ngụm chứ sai đừng có tình nữa. Hãy ruột đi, tôi đang chờ anh đó. Dù cạn bầu ta nằm giữa ta mãi, đừng ai gọi đến tên ta, thế nhân vật tình sao còn ta lộn buồn. Khóc cho mình số kiếp đau thương
cười. Cười nhân thế này nó giờ mấy nó rồi. Đâu đây coi lửa chưa tàn thiêu, anh đang giang sau tôi vẫn còn. Hay cho con cây, hai ba cây chứ hay con cây.